cả các cô chú anh chị Yola trên toàn quốc. Em xin tự giới thiệu, em Lâm Giang, thành phố Lào Cai. Số điện thoại liên hệ mua hàng và kết nối Zalo của em là 0978000833 mọi người nhá. Hiện tại thì em hôm nay em lại lên một cái video bán hàng chậu nhá mọi người nhá. Đợt này các bác đang liên hệ em để mua hàng chậu rất là nhiều rồi. Nên là tầm giờ này nụ đã to. Nói chung là tầm giờ này mua về để chơi rất là ok rồi nhá mọi người nhá. Nhà em bán cả xỉ nhá, cả xỉ cả lẻ chậu Trần Mộng này và bán cân nhá. Và những cái hàng địa lan Trung Quốc các mọi người nhá. Đủ loại luôn, Sato hay là Denso hay là địa lan mini hay là hồ điệp các thứ nhá. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em với số điện thoại là 0978000833 nhá. Nói chung là cái mặt em như này rồi mọi người cứ an tâm nhá. Không chạy đi đâu được ạ. Đó. Thì sau đây em xin phép vào những cái em sẽ giới thiệu sơ qua về những cái chậu Trần Mộng nhá, về sơ qua về giá của những chậu Trần Mộng nhá để cho mọi người dễ lựa chọn cho mọi người nhá. Đang đứng cạnh em đây là một chậu rất là rẻ luôn. Cái chậu này nói mọi người giá hơi sốc một tí. Nhưng cái chậu này em bán với giá là 1 triệu mọi người nhá. 1 triệu này. 1 triệu cho cái chậu này này. Cái chậu này em đếm là được tầm khoảng những cái chậu này thì em sẽ tính sơ sơ cho mọi người trên dưới 10 ngồng nhá. Trên dưới 10 ngồng nhá. Tùy chậu đây này. Đó. Cái chậu như chậu này là được 10 ngồng hoa này, cũng 1 triệu thôi. Nhưng mà những cái chậu này là em sẽ gửi xe và em sẽ không bao cước mọi người nhá. Em gửi xe và không bao cước. Đó. Tại vì cái hàng này ngồng nó dài rồi nên là mình phải gửi xe thì nó mới đảm bảo được. Đây, để em quay luôn cho mọi người những cái chậu như thế này. Đó. Những cái chậu này nữa này. Đó. Nói chung là ngồng hoa của nó cũng xem tầm từ trên dưới 10 nhá, trên dưới 10 nhá. Đó. Đây, quanh đây rất là nhiều này. Cái chậu xem trên dưới 10. Mọi người nói chung là khách nào mà muốn mua ấy thì mọi người cứ liên hệ với em nhá. Còn liên hệ với em kết nối Zalo, em sẽ gửi ảnh và video cho mọi người nhá. Để cho mọi người tính mọi người dễ chọn. Đó. Cái hàng này thì em sẽ chuyển khoản trước cho em nhé. Chuyển khoản trước cho em thì em đi gửi hàng đó. Đây, như chậu này này. Giá có 1 triệu đấy ạ. 1 triệu một chậu không bao cước mọi người nhé. Hàng gửi xe. Nói chung là những cái vụ này là chưa cân hoa. Mọi người về mọi người cân lại cái ngồng hoa cho nó lên này. Để cho nó uốn xuống này. Để cho nó uốn xuống cong cong này cho nó đẹp này. Đó. Tiếp theo đây là sẽ đến những cái chậu mà nhiều ngồng hơn nhé. Nhiều ngồng hơn này. Đây. Cái chậu tầm nói chung là đây là đang ở trên cao nên là đi nó hơi khó. Đó, chị ra đây này, gần một tí không nghe tiếng của em. Đây những cái chậu này chậu là tầm từ 20 cành trở lên nhá. 20 cành trở lên. Em sẽ chia sẻ cho mọi người với giá là từ 2 triệu trở lên nhá. Tại vì nó có 20 này, hơn 20 cành hoặc là dưới 30 nhá. Mức tầm 25 cành đổ xuống và 25 cành trở lên là giá nó sẽ khác nhau mọi người nhá. Nên là những cái chậu tầm 20 cành đổ lên như thế này em sẽ bán mọi người với giá từ 2 triệu trở lên nhá. 2 triệu trở lên cho một chậu từ tầm từ gần 20 cành, gần 20. Ví dụ những cái chậu mà nó to ấy, ngồng nó dài ấy thì tầm khoảng 17, 18, 19 cành thì nó giá nó cũng sẽ thế nhá. Đó. Sấp xỉ cứ trên dưới 20 nhá, trên dưới 20 sẽ có giá tầm từ 2 triệu trở lên nhá mọi người nhá. Đó, đây cho mọi người ngắm sơ qua những cái chậu Trần Mộng này. Nói chung đây này, cái này nụ nó xanh lét này. Này, nụ nó xanh lét này. Có loại thì cần nó sẽ dài tầm này, có những cái loại cần nó bằng này. Cái này là người ta đã cân lên rồi. Đây này, cân lên buộc ở giữa, buộc dây ở giữa cho nó tụ về giữa ấy. Nên là nhìn cần hoa nó hơi ngắn nhá. Cân lên để nó cong này, để nó có độ cong này. Đấy, về mọi người những cái chậu nào mà em gửi cho mọi người mà chưa cân ấy thì về mọi người tự làm giúp em nhá. Đây. Đây những cái chậu dưới này, chậu nhiều cần hoa hơn này. Chậu này thì lá không đẹp lắm nhưng mà không sao, nhưng mà những cái lá này kiểu nhiều ấy, một vụ này nhiều lá như này thì mình có thể tỉa vợi lá đi không vấn đề gì nhá, không vấn đề gì đâu. Tỉa vợi lá đi không vấn đề gì nhá. Để cần hoa rất là dài này. Cái hoa màu đậm như này là hoa màu vàng rồi này. Hoa màu vàng rồi này. Đây. Cần hoa nó dài chưa này? Đó. Đây là những cái chậu này cũng tầm 30 cành nhỉ. 30 cành cái chậu này. 30 cành. Những cái chậu mà tầm dưới 30 cành một chút, ví dụ như tầm là 28 29 đổ lên trên 30 cành nhá, thì em sẽ bán với giá là 5 triệu trở lên nhá mọi người nhá. 5 triệu trở lên cho những cái chậu mà xem 30 cành đổ lên nhá mọi người nhá. Đó, nó còn phải tùy theo cái chiều, tùy theo cái số cành, tùy theo cái độ dài của cành ấy, có nghĩa là cái độ đẹp của hoa ấy. Đó. Bán sẽ bán với giá xem từ 5 triệu trở lên nhá mọi người nhá. Đây cho mọi người nhìn này. Cái chậu này là chậu trên 20 cành này. Đấy này. Rất là đẹp.
đẹp luôn nhá mọi người nhá. Cánh hoa rất là dài luôn. Mua những cái nụ này về chơi Tết thoải mái luôn này. Đây là những cái nụ mà ở chân bông này, cái ở cũng như là ở cuối này nó to như này rồi là chắc chắn nó sẽ nở nhá. Những cái này nó sẽ nở trước này, nó sẽ nở dần dần cho đến hết cái đầu ngọn này luôn. Đó. Rất là đẹp luôn này. Vườn rất là rộng luôn nhá mọi người nhá. Vườn rất là rộng luôn. Đây, để em đi xuống mọi người nhá. Thậm chí là nếu mà mọi người muốn mua những cái chậu mà nó đến vài trăm bông ấy, hoặc là tầm từ ít nhất là từ 50 cành trở lên, 50 cành trở lên là những cái chậu đấy là sẽ là nhà sẽ ghép nhá mọi người nhá. Mọi người đặt hàng nó sẽ cho ghép chậu. Người ta sẽ ghép chọn vài chậu đẹp, người ta ghép trồng lên nhau ấy. Đấy. Thì cành hoa nó mới nhiều được. Đó, rất là đẹp luôn này. Vườn rất là rộng này. Ngoài ra ở vườn này hiện tại còn đang có những cái chậu Sato ấy mọi người ạ. Đang có những cái chậu Sato mà nguồn gốc là từ Trung Quốc thôi, nhưng mà được người dân Sapa người ta trồng thuần rồi ấy mọi người. Có hoa màu đỏ này, hoa màu vàng nhá. Hoa màu đỏ, hoa màu vàng. Có và thậm chí có cả hoa màu xanh nhá. Hoa màu xanh nữa. Đây là cái màu hồng này. Cái màu hồng này là màu hồng này em quên tên rồi. Hồng bào à? Không phải hồng bào, hồng bào là hoa màu đỏ. Đây là hoa màu hồng này. Nhưng mà cũng phải tùy theo màu hoa ấy. Ví dụ như những cái màu mà vàng chanh, vàng mít thì giá nó sẽ rẻ hơn, những cái màu mà nó hiếm như thế này thì giá nó sẽ là khá là cao lắm. Để chậu này rất là to này. Được chưa? Nhiều ngồng này. Trồng thuần ở Sapa rồi mọi người ạ, trồng thuần ở Sapa rồi. Đó, bác nào mà muốn cho những cái chậu mà như thế này thì em cứ kết nối với em nhá. Em sẽ chụp ảnh gửi cho mọi người và báo giá cụ thể nhá. Đây là một chậu cái này là vàng chanh hay vàng mít không ạ? Cái này là vàng chanh lai rồi. Cái này vàng chanh lai. Bông sáng nhá. Cái này bông sáng này. Bông sáng này nhưng mà nó lai với cái mít rồi nên là màu nó sẽ là màu nó không sáng hẳn. Lai, bông này bông vàng chanh lai. Cái vàng chanh thì nó màu nó sẽ như kiểu cái vỏ chanh chín ấy. Còn cái vàng mít thì nó sẽ là cái màu như kiểu cái màu của cái mứng mít ấy. Còn đây là những cái chậu đỏ này. Đỏ này. Đỏ này trần mộng thì sẽ có mùi thơm nhẹ, còn những cái dòng lan Trung Quốc này là em thấy hầu như là không có mùi. Tại vì nhà em mua nhiều năm rồi, em thấy là không có mùi, hiếm những cái dòng địa mà nó có mùi lắm. Đẹp chưa này? Đây là những cái người ta bọc vào để tránh hoa nó nở quá ấy à. Đó. Rất là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn này. Có từ những cái chậu đang nở nhá cho đến những cái chậu nụ như thế kia. Nói chung là những cái dòng địa thì cánh hoa nó dày ấy. Cái dòng địa, những cái loại địa mà cánh hoa nó dày thì nó sẽ rất là bền luôn. Một cái trung bình độ bền của một cái dòng địa lan nó sẽ bền từ tầm khoảng ít nhất là nửa tháng đổ lên các bạn người nhé, nửa tháng đổ lên. Những cái trời nắng thì nó ra nắng ra gió nhiều nó sẽ nở sớm, còn với cái thời tiết mà se lạnh ấy, thì nó sẽ rất là bền, nó sẽ rất là bền luôn các bạn người nhé. Rất là nhiều luôn này. Đây những cái chậu này là trên 30 cành nhá, chậu này trên 30 cành này. Đó, trên 30 cành này. Cái 40 ngàn. Cái chậu này 40 cành này. Cái chậu này chậu Sato. Em cũng không rõ chanh mít nữa. Tại vì nhìn cái màu nụ này thì nó cũng như nhau ấy, nhưng mà nó nở ra thì có thể là chanh, có thể là mít. 40 cành luôn đấy. Ôi, khủng bố chưa? Đẹp dã man luôn nhá. Bác nào mà muốn sưu tầm những cái chậu trần mộng này hoặc là những cái chậu Sato mà người dân Sapa nó trồng thuần với mọi người liên hệ em nhá. Để chơi Tết, có không khí Tết. Đó. Đây là bông hoa. Bông lai. Nói chung bông này cũng là bông lai đấy. Nó lai màu chủ đạo là bằng chanh. Sáng kia là bằng chanh này, là chanh lai mít rồi nhá, chanh lai mít này. Rất là đẹp luôn.
Mộng này thì cũng thế nha mọi người á. Trần Mộng thì cũng là like giống người ta thích, người ta trồng xen kẽ giữa vàng, giữa xanh và vàng ấy, giữa xanh và vàng nên là hoa cũng rất like nha mọi người nhé. Mọi người muốn mua hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Là 0978000833 mọi người nhé. Nhà em thì ở thành phố Lào Cai, gửi hàng toàn quốc này. Nhà em sẽ gửi cho xe, những sản phẩm mỏng em sẽ gửi cho xe này. Còn cái dòng bán rẻ dễ trần ấy thì em sẽ gửi ship code, thì em mới ship code được. Còn những cái loại này thì em sẽ bán, em sẽ gửi cho xe. Mọi người chuyển khoản em sẽ, mọi người chuyển khoản xong em sẽ gửi hàng. Đó, và em không bao ship cái hàng này nhá. Đó, em cảm ơn tất cả mọi người theo dõi cái video này của nhà em ạ.